ra để mình lấy cái giường. Ê Timmy, tối tôi bên đó sợ ma quá, cho ngủ ké nha. Cái là gì đâu? Ôi, xin lỗi. Anh đi ngủ nè. Dạ đi ngủ nè, cái gì đâu. Ôi mình. Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vùng Đất Chết. Yeah. Ok, thì hôm nay bọn mình đều có thú cưỡi hết. Thì trong đây con thú cưỡi của mình là con thú cưỡi xịn nhất. Mình đang cưỡi con cừu anh em ạ. Đó, trời ơi. Thì bọn mình trong tập trước, bọn mình đã tấn công được cái làng thổ dân này. Và bọn mình đã kiểu mà kiếm được rất là nhiều nhiều kim cương trong đó. Kèm theo đó bọn mình đã kiếm được một cái cục. Không biết cục này là cục gì nè anh em. Thì chắc là cái này nó có liên quan đến cái chuyện của anh vịt trời. Ai biết. Ơ, sao bà giết con cừu của tôi? Mà tự nhiên mày đánh nó làm gì trời. Ok, thì bây giờ bọn mình thấy là cũng đã trễ rồi, thì bây giờ bọn mình sẽ không thể nào mà về nhà liền được. Chắc là bọn mình sẽ bắt đầu xây đỡ một số căn nhà nhỏ ở đây để bọn mình vô bọn mình sống tạm vậy. Nhưng mà có điều sẽ có nhiều bạn thắc mắc là tại sao bọn mình lại không sử dụng những căn nhà ở trong cái làng này để sống luôn. Thì mình cũng xin nói luôn nha, đó chính là bởi vì là bọn mình vẫn chưa biết là còn ai trong làng hay không, cho nên là bọn mình sẽ sợ rất là nguy hiểm, cho nên bọn mình sẽ sống ở ngoài làng, xây những cái nhà ở ngoài làng để sống cho nó an toàn á mà. Ok. Ui, sao mấy con cừu tấn công anh vịt kẹt cô đậu phòng. Mấy con cừu này tự nhiên vô tấn công anh vịt vậy? Ờ đây đây mình đem mình sai á. Ông vịt có mùi thơm của vịt nên nó dí theo ổng là đúng rồi. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xây nhà đi nào. Thì ở Timmy lần trước bà lấy được kim cương á, bà có làm được đồ đi. Bà làm hộ tôi một cái máy cưa đi để tôi đi tôi chặt cây coi. Ờ làm gì có sẵn rồi nè. Được đây, đưa đây. Nè. Đây cho tôi. Chúng ta sẽ gì anh? Chạy cây. Ok, để mình đi kiếm coi có cái cây nào bự đây không. Đại cây này được nè, để mình chặt cái cây này ra. Rồi chúng ta sẽ lấy gỗ của cái cây này để chúng ta cái gì ta, chúng ta xây nhà. Cái bà tím mấy đây? Đang nào? Phong. Gì anh? Chặt cái bụp đi. Thì đang chặt nè, chặt lâu muốn chết luôn mà cái cây này nó bự quá mà, em đang chặt nè, nói được có 30% mà. Chơi luôn hả? Chơi không? Được, hết luôn cái cây luôn mà, nhưng mà nó hơi lâu thôi. Nó hơi lâu thôi, đợi khoảng cỡ phim của mình later. 2000 years later. Đây, rồi 99% rồi nè, chuẩn bị chưa? Bụp. Rồi, ui hơi lắc nha. Ui. Nó rơi xuống kìa, lầm. Ui trời. Trời cũng sắp tối kìa, nhanh xây nhà đi mọi người ơi, trời tối rồi. Trời có một cây mà hết luôn rồi. À đúng rồi, đây từ để trời cũng sắp tối rồi, giờ chúng ta hãy xây nhà, chúng ta có được cái chỗ ngủ đi. Đây từ đem coi, chúng ta sẽ đập hết cái đống cỏ này ra. Đây rồi, 1, 2, 3 qua đây, 1, 2, 3 chúng ta không cần phải xây bự, chúng ta xây nhỏ được rồi, xây nhỏ để đủ sống thôi. Đó, ok, rồi để mình ra mình làm một cái bàn chế tạo cái nè. Bàn chế tạo đây không ơi. Ủa có không anh? Còn đây. Ba đứa mình ở chung hả? Không, mình ở riêng đi. Ủa vậy nãy giờ mình đặt gỗ ra cho ổng chi cho nó mình ngu vậy ta? Ngu ráng chịu. Đây coi. À đây, okay. Mình sẽ làm cho mình thêm cái giường nữa, làm mấy cái giường để ngủ nữa nha mọi người. Ờ giường nữa hả? Đúng rồi, phải có cái giường nữa chứ. Mấy con cừu đó. Đây. Ok rồi, để mình lắp cái nhà mình lại cái đã. 1, 2, 3, 4. Trời ơi, bà Timmy, bà cho mình mấy cục gỗ giờ đủ luôn nè anh em. Mình đáng lẽ mình bị thiếu gỗ rồi. Cho 1, 2, 3 mã. Ê nè, mình có thêm đuốc nữa nè. Ok rồi, trời ơi cái nhà. Ơi, tính ra là mình không có cái mái nhà luôn á. What the hell. Mình phải đi chặt thêm miếng gỗ nữa rồi. Có gì đây, sao tự lâm rồi. Trời tối chưa Phong ơi. Trời tối, từ từ. Ok rồi, được rồi nè. Nó sẽ đổi qua gỗ thường. Không. Ủa anh giờ anh làm gì vậy? Hả? Lắp đất ở nhà em, đi ra. Anh xây nhà mà. Tự nhiên xây nhà trên nhà em luôn vậy? Đúng rồi. Em cứ nói okay, đây, đâu đâu anh xây nhà trên nóc nhà em được mà. Đây, ok rồi, bây giờ mình sẽ đặt cái giường của mình ra. Đó, có cái giường để ngủ nè. Rồi mình sẽ để một cái tấm bảng ở trước nhà. Đâu? Ủa bà tự chế đi vô duyên. Đây coi, đặt nè. Nhà của Phong. Giường của tôi. Ok.
Ồ, trời ơi, mình ghi lộn rồi, tự nhiên ghi cái tên Phong mà bà Timmy mới đi ngang một cái đầu đầu Phong. Đừng sao, người ta đang làm cái gì, đừng đi ngang với hộ hộ cái. Nhà quá. Phong. Đó, ok rồi, nhà của mình anh em đó. Cả nhà có anh Vịt đâu, xây lại đi anh. Trời tối rồi. Ok, vậy thôi anh Vịt xây cái nhà bằng đất trên đó đi. Ok, thôi mọi người đi ngủ đi mọi người ơi, tối rồi. Timmy bà đứng bà chế tạo gì nữa nè. Đi ngủ lẹ đi, trời tối rồi. Tôi phá cái cửa làm tôi che trắng lại chứ. Thôi ơi, đi nghe đi ngủ lẹ. Ủa mấy con giường hết chưa? Có giường hết rồi, anh Vịt có chưa? Chưa có giường gì, vô dân quá đi mới làm nè. Ok, có giường rồi nè. Rồi, lên lên, đặt cái giường ra. Em... Đi nhanh đi, đi đi. Ôi, em lên em coi mà, vô duyên quá à. Thôi cho coi. Coi coi. À, có hạt đậu nè, mình ăn đỡ hạt đậu, cái đó mình đói bụng rồi. Mẫu ơi. Đây đây, để mình lấy cái giường. Ê, Timmy, tối tươi bên đó sợ ma quá, chừng ngủ ké nha. Bí này, bí à, cái là gì đâu, ê, xin lỗi, xin lỗi. Đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ nè, dạ, đi ngủ nè, cái gì đâu, ừ, rồi, ok, ngủ mọi người ơi. À, ok, chúc mọi người ngủ ngon nha, mình đi ngủ đây, đậu phộng. À, trời, ngủ quá. Ai. Vậy nó lâu quá đi săn thì thú rừng gì toàn gọi ba mút rồi, thằng hoài cũng được luôn, bực mình thiệt chứ. Có gì sai sai ta, mấy thằng canh cậu của mình đi đâu hết rồi? Ê, mấy thằng lười quá, vô nhà coi. Các con đâu? Các con đâu? Ở đâu sách đi hết rồi. Mấy thằng con cháu mình đi đâu hết rồi? Sao mình đường chua đường đi đâu đâu mà. Ê, mấy thằng người đâu hết rồi, mấy thằng người đá đâu hết rồi? Ôi trời, vô nhà chỉnh coi. Kho báu của mình bị mất luôn. Kho báu của tôi, con cháu tôi đi đâu hết rồi? Không lẽ nào có kẻ nào vào đây để hại con cháu ta, hại bề bối vật của ta? Ủa, cái gì ba cục ngoài này vậy? Từ từ ra coi. Ba cục ngoài gì ngoài này vậy? Đây chính là ba cái nhà, có thể là nhà này là nhà của những cái kẻ mà tấn công làng của mình rồi coi. Vậy thì mình sẽ vô đây, mình sẽ vô đây. Nhà này to chắc là có người ở bự không thông được. Nhà này gì vậy? Một cô bé hả? Ok, chúng ta sẽ bắt dám trả thù cho những đứa con cháu của ta. Ai bảo các người dám xâm phạm người làng của ta thì đây sẽ là cái giá người phải trả. Đi. Ôi trời, tự nhiên sáng sớm mình ngủ, mình đang ngủ trên giường, tự nhiên mình lăn xuống cái đất luôn trời. Trời ơi, hàng gì tối hôm qua ngứa muốn chết luôn, hóa ra bị rơi xuống đất. Ai trời ơi, sáng rồi. Đi ra ngoài coi. Ai trời ơi, đâu rồi? Ủa trời. Tao răng liền. Ủa làm gì vậy, làm gì vậy? Ôi. Sáng sớm này. Ôi trời ơi, cái cây giáo anh kiếm đâu vậy, cho em mượn đi. Trời ơi, thử nha. Ôi chết luôn. Ôi thôi anh vô anh kêu bà Timmy dậy bọn mình về nè, chứ giờ tối rồi. Ôi lộn, giờ sáng rồi nhầm. Ở đây đi về luôn đi Phong, đi về luôn đi, Timmy không có đây. Ủa, tên anh bà đâu? Ủa, bà đi đâu rồi? Ủa kìa, ai biết? Ủa, hồi tối qua bà anh cứ chọc giận gì bà, mà bà đi đâu luôn rồi? Có khi nào mà bà đi về trước mình không ta? Làm gì có, đồ đạc bà còn để đây mà. Ôi, anh ơi. À, có ông nào đứng ngoài cái này nhìn cái mặt ổng, nhìn skin ổng nhìn giống thổ dân quá vậy? Rồi, mình lại gần coi. Nếu mà chúng mày muốn biết ấy, thì tao cũng nói thiệt luôn chúng mày biết. Tao chính là tù trưởng của cái ngôi làng mà chúng mày vừa phá ngày hôm qua. Và tao cũng chính là người đã bắt cóc cái con bé áo hồng của chơi gọi là ở bạn bè của chúng mày rồi. Và tao quyết định rằng là hôm nay tao sẽ quay lại đây, tao báo cho hai đứa bay biết. Và hai đứa bay, nếu mà muốn cứu nó thì phải bước qua xác của tao trước. Hãy xem sức mạnh của ta đây, thuật phương thân. Boom. Ủa, nhìn đây. Ôi, đừng quá, đừng quá. Sao mà đông vậy? Không được. Mình phải đánh bằng nó. Mình mà không đánh bằng nó là bọn nó bắt Timmy luôn đó. Quên. Thôi, okay. Trong nguyên lý làm việc là bây giờ em bé hơn em. Cái gì? Nó tấn công bên kia anh ơi. Bởi vì anh cầm cung bắn anh cò vờ đó. Trời ơi, Mày hả? Ui, chết rồi, chết con thằng rồi. Anh em ta xong lên nào. Đậu phộng. Solo, tụi bay luôn nè. Bắt Timmy hả? Dám bắt Timmy hả? Trả Timmy đây, ai trời. Mày đánh Timmy này. Ai bảo mày đánh Timmy, ai bảo mày đánh. Ôi, nó đánh anh Vịt kìa. Giết anh. Giết luôn Timmy cũng được. Mày tưởng mày đông là mày mạnh hả? Không có vụ đó đâu. Tao là có kiếm thần nè. Chết mày đi. Rồi xong rồi chết. Ui. Ôi này. Ui chết trời. Ui còn một đám thôi anh. Ui. Fan Naruto hay sao mà nó phân thân kìa. Chắc là vậy thôi, chắc thằng này là fan Naruto nó phân thân chi thuật rồi. Này. Mày phân thân chi thuật. Này thì đánh tao. Này. À, nó đánh em chết rồi. Đánh tao hả?
tao có hồi sinh nha con, tao có sao hồi sinh, tao có sao hồi sinh, tao dài, tao dài, tao dài, à chết mày, ơi, ơi còn một đám bên kia kìa, quay dữ luôn, tao dữ quá đây, đánh mọi tay quá đi, hãy xem đây, chuẩn bị dùng skill nè, biên nó bay lên trời hết, ôi ôi ôi, ôi ôi, đông quá đây, cô em, cho bay lên, cho bay lên, bên đây nè, bên đây nè, cô em ơi, đông quá nè, đánh bên này rồi, mỗi mỗi thằng bên này, mỗi thằng bên này, ôi ôi ôi, ôi ba thằng luôn, nhào vô đây, chắc hết, à, ai xui cho mày, tao có hỏi sinh nha con. Này, mày kia ra. Mày. Ô! Năm con thủ trưởng nó bay lên kìa. Đem đem, dùng skill nè. Chiu! Rồi chết hết luôn. Ui ui chết 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 chết. Chưa chưa vẫn còn một con. Ui vẫn còn mấy thằng đậu phộng tụi mày. Chết đi. Chưa còn thì mình sẽ lấy cung mình bắn hết xong đó mày á mày. Mày hả? Mày hả? Mày tưởng mày đông là mày mạnh hả? Mày tưởng mày đông là mày mạnh hả? Chết đi mày quá. Chết đi. Mày mày. Ui ui. Mày mày. Ô chết rồi chết rồi. Có một nút trong cây mày. Nút trong cây mày. Đất nè. Ôi còn nào không? Còn nào không? Hết rồi hả? Ôi, hết rồi. Ôi, vậy đây. Mấy đứa mày đã nghĩ được giết người ta sao? Thật là đáng buồn đấy, chỉ là mấy cái bóng của ta thôi. Đây mới là sức mạnh thực sự của ta đây. Hãy chống mắt lên mà coi đi. Ôi, chết ơi, nó bự quá à. Trời ơi, Phong ơi. Anh tưởng nó bự phải như kiểu mấy con ở trong siêu nhân gao. Ai dè nó bự thêm một xíu. Ôi, nhưng mà nó bự như thế này là nó bự gấp mấy lần mình rồi đó nè, coi nè. Ôi, đánh luôn. Đập mạnh. Ôi 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 chết này, chết. Ôi sao nó bự vậy? Ôi cái chân. Lục phải hơn nhiều lắm trời.